bố thường đi mua nơi kia nhà bếp để vào lấy mấy bánh sandwich để ăn. Xong rồi là bố đi lại mua giảng khoa để làm việc tiếp, bởi vì lúc khi bố ăn là bố cảm thấy rất đỡ căng thẳng hơn. Tuy bố có nhiều công việc khác nhưng bố lại lựa chọn công việc nguy hiểm này để kiếm tiền nuôi cả nhà. Rất là đấy đó mới mà biết có vẻ. Thời điểm chia tay, các anh chị công nhân giàn khoan để trở về với đất liền cũng đã đến. Những cái bắt tay, những cái ôm bình rịnh hẹn ngày gặp lại. Từ trên máy bay nhìn xuống, những cái vẫy tay, ánh mắt như còn mãi. Giữa biển cả mênh mông, giàn khoan hiện lên sừng sững như một pháo đài. Hôm nay từ rất sớm, người ta đã thấy sự xuất hiện của hai nhân vật. Đây là vợ chồng diễn viên Sỹ Toàn và MC Ngọc Tiên. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình mà tôi đã đến, và các bạn đã đến nhà tròn bao giờ chưa? Dạ, chào anh Xu Phước. Dạ, trước tiên là Sỹ Toàn với Ngọc Tiên, rất là vui được gặp anh trong chương trình. Và tôi đã đến, lần đầu tiên hai chồng mình đến với địa danh nhà tròn, đúng không? Đúng rồi, đặc biệt là khi mà đến với chương trình là và tôi đã đến thì lúc này là mình đang thấy là hình như bình minh đang ló dạng. Cặp đôi rất được sự yêu mến của khán giả. Sỹ Toàn với những vai diễn gài góc, hành động và lối diễn xuất tự nhiên. Tao thề danh dự cho con mắt còn lại của tao. Ngọc Tiên là MC nổi tiếng từ nhiều năm qua trên hàng loạt các chương trình truyền hình. Ngọc Tiên còn được biết đến là một diễn viên và ca sĩ. Sở hữu nét đẹp trong sáng và giọng nói ngọt ngào, Ngọc Tiên và Sỹ Toàn kết đôi vợ chồng vào năm 2015. Cả hai vun đắp cuộc sống hạnh phúc, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong công việc. Đã yêu rồi, sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chỉ người em yêu và được yêu. Chỉ người em yêu và được yêu. Thực ra là cái này là ông xã có đi ngang rất là nhiều lần rồi. Đi ngang cái này tưởng nó là một cái bùng binh thôi. Đa phần là ai cũng giống như tụi mình hết trơn hết á. Cái lần đầu tiên hay là nhiều lần mà chạy ngang qua đây thì lúc nào cũng nghĩ tại sao ở ngay một cái bùng binh lại có một cái nhà lớn như vậy, quá hoành tráng luôn. Cái này là bà xã có tìm hiểu đúng không? Chính xác. Vậy chứ đố người đã từng tìm hiểu nhà tròn này có bao nhiêu cái cột? Ủa cái gì vậy? Nếu mà tìm hiểu mình phải biết nó sâu hơn chút xíu nữa chứ. Ủa tưởng làm khó được hả? Dễ ợt à. Mấy cái cột đúng không? Đúng. Không được nhanh, đã tìm hiểu là không được nhanh. Thiệt ra là cũng nghe nói. Đây là thông tin chính xác. Cảm ơn anh. Thì ra là có người cung cấp thông tin. Đây. Rồi, lấy ra. Đây là nói về nhà tròn. Rồi đọc nghe với nè. Vào năm 1890, người Pháp đã cho xây dựng nhà tròn. Nhà tròn như tháp nước cao 20 m với 8 trụ đứng. Đó, trả lời câu hỏi rồi đó nha, 8 trụ. 8 trụ đứng với đường kính là 8 m. Có báo nhà nước lên đúng không? Sử dụng cung cấp nguồn nước sạch. Có nghĩa là ngày xưa đây là giống như là một bồn nước để cung cấp nước sạch. Năm 1945, người Nhật cho đặt một hệ thống loa thông báo. Bao gồm có là 6 cái ở bên dưới bồn nước. Đó, 6 cái ở phía dưới vẫn còn luôn nha. Nhưng mà bây giờ có thêm một cái điểm nhấn đặc biệt nữa. Đố bà xã biết đó là cái gì? Điểm nhấn đặc biệt hả? Tổ chim. Ông tổ chim là tự nhiên nó phát sinh thôi. Ta nói là đất lành chim đậu là vậy đó. Đúng rồi. Okay. Vào năm 1954 thì nơi đây là trụ sở của Thanh niên Tiền phong Bà Rịa, hay còn gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành. Wow, tính ra nếu như vậy thì đây là gần như là một địa điểm văn hóa lịch sử, đúng không? Bởi vậy nếu như nhiều khi mình đi bình thường, mình đi qua mà không ai hướng dẫn thì mình sẽ không có biết được. Trải qua hơn một thế kỷ thì nhà tròn vẫn giữ nguyên cái vẻ ban đầu, như là một nhân chứng của các sự kiện trọng đại của dân tộc và thành phố Bà Rịa Vũng Tàu vậy đó. Để coi còn gì nữa. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Sao tự nhiên có nhiệm vụ gì đấy? Nhiệm vụ 1. Từ nhà tròn, hai bạn hãy tìm phương tiện di chuyển có dán logo của chương trình. Nếu vậy là trên phương tiện nó sẽ có logo này. Dạ, đi. Đi đi. Đi đó hả? Rồi. Gì vậy? Sao đứng đây? Gì? Đi tiếp. Hỏi câu này là biết không tin tưởng rồi đó. Phương tiện đâu? Đây, phương tiện đây. Còn lại không? Còn lại không? Chà, cái này đi là hơi bị mát luôn nha. Phương tiện đây, mà cái logo đâu? Đâu có logo đâu. Ủa, không có logo. Trời ơi, bởi vì tưởng tôi luôn. Không có tin tưởng rồi đó. Tiếp rồi đó. Còn chiếc này có logo không? Coi kỹ nha, nhiều khi chương trình dán rồi. Tin tưởng không? Tin tưởng không? Tin tưởng vô gì? Có phương tiện ngon luôn đó. Thấy phương tiện hả? Đi đây. Chắc không? Tên uy tín chưa? Uy tín nhưng mà phương tiện này đi bị mệt đó nha. Trời ơi, người tập thể thao mà nói đạp xe đạp kêu mệt. Ông xã nhìn cái xe đạp này, ông xã có liên tưởng đến một cái hình ảnh gì không? Một chiếc xe thồ. Chính xác. Tải đạn, tải lương thực. Những cái mà người ta thổ rất là bự, rất là to luôn, cồng kềnh, rất là nặng luôn. Mà người ta vẫn có thể chở đi được. Huống hồ chi, người trên có 50 kg. Nãy giỡn thôi. Chứ chở cả đời cũng được mà. Nhưng mà quan trọng bây giờ đi đâu nè, chở đi đâu nè. À, đi đâu á hả? Khởi động rồi. Tìm ra được logo rồi nè. Ra phương tiện rồi nè. Bây giờ di chuyển về hướng Đông Bắc 7 km. Hướng Đông Bắc. À, rồi tìm đến một công trình sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là điểm trải nghiệm tiếp theo của hành trình tại thành phố Bà Rịa. Công trình sáng tạo độc đáo. Gợi ý này trong nhiệm vụ này thì ông xã liên tưởng đến nó có thể là một cái nhà truyền thống. À, bảo tàng cũng được nữa đó. Tại vì sáng tạo độc đáo của chiến tranh nè. Công trình độc đáo đúng không? Nếu mà độc đáo thì ông xã nghĩ là người dân ở đây ai cũng sẽ biết. Vậy mình đi hỏi người dân. Mình đi hỏi cho nhanh ha, đi hỏi cho nhanh. Rồi, lên xe. Lên xe. Ủa, được không? Được chứ. Được chứ, trời ơi. Nói nghe nè, hai đứa đi chung một chiếc hay là có chiếc xe lấy đi luôn không? Thôi, đi một chiếc cho nó lãng mạn. À ha, đồng ý. Rồi, để chân lên. Chở nổi không? Ok. Chở không nổi lên, bà xã lên chở nha. Thôi, chuyện nhỏ. Let's go. Đã biết nghe chưa? Bye bye mấy bạn chim yến. Là lá. À, cái công trình lịch sử ở đây, hỏi ở đây ai cũng biết hết á. Thì có thể là nếu nó không nhầm thì đây có thể là cái địa đạo Long Phước. À, địa đạo Long Phước. Đúng rồi. Nó nằm ở hướng nào vậy anh? Nếu mà đúng là hiện địa đạo Phước á, thì hai bạn có thể đi thẳng đường này sẽ thấy được cái bùng binh, gọi là bùng binh Hòa Long. Dạ, bùng binh Hòa Long. Dạ, không thì các bạn có thể lên Google bạn search hiện tại địa chỉ địa đạo Long Phước hiện tại cũng được. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn nhiều. Đi hướng này anh ha. Nếu mà đi thẳng rồi. Dạ, cảm ơn anh. Qua lấy xe đạp. Dạ, cảm ơn nhiều. Phải công nhận đi xe đạp thích quá, vui quá. Mệt không? Không, đâu mệt gì đâu. Không mệt gì cả. Không đổ mồ hôi gì cả. Bởi vì mồ hôi đã dồn lên người đạp rồi. Mạnh mẽ lên chị chơi. Lên. Yeah. À, đúng rồi, địa điểm em tìm là bên đây nè, đây là địa đạo Long Phước. Nhưng mà trước khi vào tham quan địa đạo Long Phước, xin mời hai chồng em vào thắp hương cho các liệt sĩ. Xin mời hai chồng em. Dạ. Địa đạo Long Phước, nơi mà chiến tích anh hùng vẫn còn nguyên đó, lần tìm trong ký ức của những anh hùng du kích thầm lặng còn sống hôm nay. Chúng ta trở về với những trang sử oai hùng. Rất nhiều người sống ở xã Long Phước từng đào địa đạo, sống trong lòng địa đạo và hầu hết đều là du kích. Họ không chỉ là chứng nhân lịch sử mà còn là những người làm nên lịch sử. Đến nơi này là gặp sự bình dị lấp lánh lịch sử oai hùng. Cô cũng chào tụi con. Cô gia đình cô là nằm ở đây là 10 liệt sĩ đó, 4 mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là cậu của cô, mấy mẹ thì thờ bên kia. Dạ cô, lát nữa tụi con sẽ đến thăm địa đạo Long Phước á. Dạ cho con hỏi là cô có biết thông tin gì về địa đạo không cô? Thời kỳ mà cô có tham gia đào địa đạo là ở cái giai đoạn cuối. Địa đạo Long Phước này là người ta có thời kỳ chống Pháp. Trong cái thời kỳ đó thì địa đạo nó không có hoàn chỉnh, nhưng đến thời kỳ chống Mỹ cô có tham gia đào. Và cái đoạn từ đây mà đi qua bên tới mút cuối đường đó là cô đào. Cô đào mà cô còn được lãnh bằng khen của Trung ương đoàn. 13 tuổi được cô tham gia của đội thiếu niên tiền phong ở đây, đi rải truyền đơn. Cho nên thời kỳ đó là huy động lực lượng thanh thiếu niên tham gia đào địa đạo. Cái tổ của cô con nít không có 2 anh thanh niên mà bây giờ mấy người đi chết hết. Cho con nắm bàn tay của cô, người đã đào là một trong những người đã góp công đào đến địa đạo Long Phước. Bàn tay này nó cứng dữ lắm đó con ạ. Dạ rất là rắn chắc, rất là đầy nhiệt huyết và tình cảm nữa. Ở đây dân số rất là ít, thời kỳ đó thì cũng khoảng hơn 2.000 dân thôi. Mà con nhìn đền thờ này đi, hơn 500 liệt sĩ nằm đây. Không phải hy sinh tại xã này, hy sinh rất là nhiều trong cái chiến trường là ở cái thời kỳ chống Mỹ. Đấy. Cho nên đó là đây là một trong 2 xã anh hùng trong thời kỳ chiến đấu của cái thành phố Bà Rịa này. Cho nên mỗi người dân là một chiến hạm chống Mỹ đấy, chứ không đơn giản đâu nha. Ở đây đồng bào hồi xưa người ta cất cái nhà kiểu này không nè. À dạ. Nền gạch tàu. Có cái hầm. Những cái hầm. Ngày xưa nó là một cái hầm nuôi dốt cán bộ. Dạ. Bây giờ mình phục dựng thì nếu là cái hầm bí mật hồi ngày xưa đó là người ta sẽ đào cái miệng nó bé hơn cái này. Bé hơn. Cái này nó lớn hơn là khoảng 1/3. Yeah. Thì để cái khi mà người ta xuống là cái nắp hầm mà người ta đậy lên thì nó nhỏ, nó gọn, nó dễ hơn, chỉ lọt một người đi xuống thôi. Yeah. Cái độ sâu của nó là và cái độ sâu của cái hầm bí mật đi xuống từng bậc, đi xuống xong người ta sẽ chui vô y như vậy. Rồi bây giờ mời tụi em xuống trải nghiệm bên đây để cho mình biết. Còn cô hai sẽ đi qua bên cái nhà bên kia có bậc thang lên xuống. Dạ. Cô hai đón mình đó. Đi trải nghiệm cái này thú vị lắm. Dạ. Giống như ngày xưa cô đào vậy đó, con cứ đi đi. Dạ. Cái này mở cho vô rồi là kia nữa đây đúng không? Dạ. Thẳng thẳng như vậy nè. Đó mình xuống từ xuống hết bậc thang rồi mình ấy đó. Dạ. Lúc nào cũng thẳng người, ép thẳng cái người vô. Dạ. Các bạn đừng có ngã ra. Mình xuống trước đi. Không, mình đứng đi. Dạ. Con ấy đi. Để anh Đức xuống trước, xong mình xuống. Được không? Rồi. Vậy đấy. Một chân xuống rồi, đúng rồi. Giống đi bậc thang vậy đó. Ừ, cũng hơi sợ. Rồi, tay nắm qua đây. Tay kia nắm luôn. Tay qua rồi đúng rồi. Nắm tay nắm kia. Tay nắm bậc thang, đừng có nắm cái nắm này hả? Hai tay nắm bậc thang hết. Đúng rồi, xuống từ rồi. Bước một chân bên này, chân bên kia chứ bước 2 chân trùng á em. Dạ. À dạ. Đó là bậc thang. À mình bước từng xuống như vậy. Các cụm địa đạo được nối liền với nhau bởi đường xương sống. bảo đảm đi lại, vận động khá dễ dàng. Có hầm bí mật chứa lương thực dự trữ, các công sự chiến đấu để đánh trả địch. Đây cái đoạn nền phục dựng mới này, cho du khách tham quan nên nó có cái rộng hơn cái đoạn cũ. Dạ. Mới. Chứ hồi xưa làm gì có đèn anh ha? Đúng rồi, hồi xưa là không có đèn. Mấy cái đèn nó đèn bão á, đèn bão tôi có hệ thống điện ấy, em thấy nó là có hệ thống điện. Chắc mình đi hồi xưa chắc mình sử dụng đuốc à? Không, hồi xưa không có sử dụng đuốc, ở đây là một đèn cày, hai là mình dùng cái đường đốm phát sáng, đi với cái này mình quen. À mình bắt ông đó mình bỏ vô. Mình quen. Ủa sao hình như nó hơi hẹp tại phố anh. À đúng rồi, này là mình bắt đầu vô cái đoạn xương sống viên gốc này. Con dơi, hết hồn luôn. Cái đầu nha. Rồi cái chừng đó vô cái đoạn này. Cái này ngã ba. Nói vô đường xương sống của địa đạo này. Còn nhánh này nhánh. Xong đi đường này. Một cái nhánh này mình đi về lên cái miệng lối thoát hiểm. À cái đó. Nó lên lối thoát hiểm. À lên lối thoát hiểm vậy. Ủa lối thoát hiểm là sao anh? À cái lối thoát hiểm là một khi mà mình bị vây mình muốn lên lối này mình sử dụng lối thoát hiểm. Đó là lối ưu tiên. Dạ dạ. Đó đây là những cái lỗ thông hơi mình phục dựng là cái lỗ thông hơi này là thường trước là mình khui cái miệng xuống mình lấy đất á, xong mình làm cái miệng lỗ thông hơi để mình lấy không khí xuống đó. Lấy không khí trước cái này mình phục dựng lại thôi, nhưng mà trước này mình đào xong lắp đất mình lấy cây tre mình để xuống. Mình thọt xuống đây, xong cái tre một nó thành một cái lỗ luôn. Còn bây giờ là mình để cái ống này. Vậy tre là cái nhỏ xíu rồi phải không anh? À dạ. Nó thành cái lỗ thông. Sẽ có một cái lỗ. Trên đó mình ấp làm cái ụ mối á, mình lấy theo cái hướng gió. Ngụy trang là. Dạ. Đó hồi xưa là đào chỉ ốm là qua cái khoảng cái đầu người thôi, là đi được thôi. Chứ hồi xưa chứ không có kéo thước. Nó còn đào là cứ tính là cái khoảng người mình đi. Dạ. Nó dừa người đi. Nên là em thấy có cái đoạn nó hơi cao, cái đoạn nó thấp là do cái người đào á. Những người đó hơi thấp, người ta đào là ướt cứ đào sao miễn sao qua cái đầu vậy là đi được nè. Như cỡ em mà đào là mấy anh là mệt rồi. Đúng rồi, hồi xưa cỡ em đào là mấy anh đi mệt. Không phải nói đây là một cái công trình quá công phu luôn á. Đây công trình sáng tạo của mình. Đặc biệt của cái địa đạo này là địa đạo này đi trong lòng dân. Còn nói về cái quy mô dài và ngắn thì về quân sự bí mật đó mình không có thể tiết lộ về cái dài và ngắn. Thì mình không có công bố cái bao nhiêu dài. Còn đây mình công bố cái đoạn mà mình trùng tu được là bao nhiêu. Ví dụ cái ở địa đạo Long Phước này của Ấp Bắc này mình trùng tu một cây số 2 là vì trong lịch sử trận đánh 44 ngày đêm nó bị lộ. Vì kẻ thù phát hiện mình có hầm địa đạo nên đến năm 90 mình công nhận đây là khu di tích lịch sử xếp hạng cấp quốc gia, chúng ta trùng tu. Giờ là mình có được quay, mình mà đi du lịch này nọ mà đi khám phá này mình có được quay ở trong hầm không anh? Cho đi trong đây thì cho du khách mình quay thoải mái. Vậy mình quay mình một đoạn đi. Ba anh em mình cùng chào nhau một cái nè. Đây là một trải nghiệm rất là thú vị với hai vợ chồng em, lần đầu tiên được xuống địa đạo. Mà lần đầu tiên mà hồi đó giờ là nghe nói địa đạo là nhỏ lắm, đi không có lọt luôn. Em rất là lo lắng tại cái số ký của em nó cũng hơi cái hình chiều ngang của em hơi đấy mà không ngờ xuống đây em lọt luôn. Đó, cái bên đây là cái mô hình tải đạn từ mặt đất xuống nè. Chúng ta đang sửa chữa. Còn đây là kế bên đây là cái phòng quân nghi. Cái phòng quân nghi nó gọi là cái bình xá thu gọn á. Ở trên mặt đất có gì thì ở dưới địa đạo có. Có nhà bếp nè, rồi có hầm quân nghi nè, có phòng quân nghi nè. Rồi có giếng nước mình sinh sống dưới đây được luôn và biết nước mình sử dụng đây được. Đây là mô hình. Đây là hình như là tượng trưng cho chiến sĩ chúng ta đang bị thương. Chúng ta có hai quân y chúng ta đang chăm sóc thương binh. Chăm sóc thương binh xong rồi cái sẽ cán thương binh này theo cái đường này. Đường sự sống địa đạo là theo đường sống địa đạo lên cái miệng, lên cái lối thoát hiểm á, mình dùng lối hiểm mình đưa thương binh lên trên mặt đất và đưa về căn cứ. Con dơi ơi. Cảm giác của hai chồng em lần đầu giống như là nãy giờ có mấy con cua, cảm giác giống như mê cung như thế. Không biết là cái quẹo đâu mà. Mấy làm sao mà đào địa đạo mà có nhiều khúc cua. Cũng gọi là cái kỹ thuật á. Ví dụ đào cái khúc cua này cái mà lỡ nhưng mà kẻ thù phát hiện mà người ta dùng cái hơi khói ta bơm xuống á, cái đậu cua thì cái khói nó tốc độ nó lan nó đi nó chậm. Hay là bơm nước nó cũng vẫn chậm nữa. Rồi thứ hai nữa lỡ như mình đi một cái đòn vậy mà nó xuống mà nó đi phía sau lưng mình nó bắn này chúng có một người à. Mình qua cái cua mình động thẳng thì sẽ bắn được nhiều người, nhưng thường ôm cua nè nhiều cái đấy. Đây cái chân máng động nha. Cái động này là cái tẩu hơi thấp nè. Vậy là còn dài lắm anh. Còn dài mình mới đi hồi nãy giờ có tí xíu à, có miếng thôi. Địa đạo đã trở thành thế trận khá vững chắc để lực lượng cách mạng bám trụ kiên cường, đánh bại nhiều cuộc tấn công của địch, góp phần cùng quân dân giải phóng miền Nam. Xã Long Phước được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trời ơi, phái đòn đi nãy giờ sao? Sung sướng không? Đã tới nơi rồi. Khỏe không? Dạ, khỏe. Trời ơi, chúc mừng con cái là con chỉ có vượt qua đoạn đường rất là ngắn ngủi. Chào cô hai. Phải mà con mà thấy được hình ảnh hồi xưa mà cô Đào cũng mới thấy được thích thú nữa. Cô sẽ giới thiệu cụ thể. Đây là cái túi cứu thương mà ở dưới địa đạo thường hay sử dụng để phòng ngừa trong khi có sự cố mình sử dụng. Cái võng khiên thương, khiên bệnh đó. Rồi cái này là những băng cá nhân. Đây là cái cuốc với lại cái bình ton này là chiến lợi phẩm của chúng ta tịch thu của giặc. Mà này là đồ của Mỹ sản xuất. Thời kỳ đào địa đạo không có cái này, nhưng mà trang bị cái này là để cho bộ đội. Bộ đội chúng ta lúc chiến đấu là mang đem theo. Cái này mũ tai bèo thì tụi con biết rồi. Lương khô nha con. Dạ, lương khô. Lương khô này là một khẩu phần vậy là ăn 2-3 ngày đó, no dai lắm. Một gói này hả cô? À, đây là cái đòn bánh tét, cũng là cái loại lương thực để dưới địa đạo để chiến đấu. Còn cái cây đèn bảo này không phải đèn để sử dụng đào địa đạo, đào địa đạo là đào bằng đèn cày. Nhưng cái này là cái đèn treo tín hiệu. Làm tín hiệu. Làm cái tín hiệu báo có giặc hay không có giặc ban đêm. Đây là dép râu của bộ đội thì tụi con thấy hiểu nè. Đấy. Rồi đó, cô hai vừa giới thiệu cho hai bạn những cái món mà trong hai cuộc kháng chiến các cô chú chiến sĩ đã sử dụng. Nhiệm vụ của các bạn tiếp theo đây cô. Nhiệm vụ của hai bạn thì sẽ đem những cái này giấu dưới địa đạo hoặc ở trên bờ gần địa đạo. Một bạn sẽ đi giấu, còn bạn ở lại. Hai bạn trong bạn nào đi trước? Dạ mà giấu hết mấy cái này luôn hả anh? Mỗi người phân nửa ra. À dạ. Mỗi người chia phân nửa ra. Trời, cái túi của Thường có vẻ khó giấu. Rồi cho hai bạn chọn đó. Bạn nào chọn đi trước? Cho mình đi trước đó. Vậy hả? Rồi, nếu như bạn nữ ưu tiên trước thì bạn nam ở đây để anh sẽ bịt mắt để có công bằng. Cái này người ta sử dụng với địa đạo, con cứ cầm lại đi, con cứ cầm lại đi đi. Em đi. Còn đi ra rồi. Kia nữa. Rồi. Đó. Lấy cái bình ton đi. Dạ. Bình ton hay cái nón? Hay cái nón. Giọng. Cái giọng. Rốt cuộc là lấy hết cái gì vậy? Không còn. Lấy cái gì giấu nhớ nha bà xã. Sẽ quên. Em nhớ giấu chỗ nào bao nhiêu món là nhớ nha. Dạ. Hãy đi đây. Xung quanh ư? Xung quanh. Một món. Mình đoán thử là vợ mình giấu những cái món đó đâu? Em đang đoán là bà xã em sẽ giấu lương khô với đồ ăn nè, võng, cây đèn với lại túi dụng cụ y tế. Thì dụng cụ y tế với lại cái đèn em nghĩ là sẽ giấu ở dưới địa đạo. Ở dưới địa đạo. Còn cái võng á, cái võng với lương khô. À, cái võng sẽ giấu ở trên. Võng sẽ giấu xung quanh vòng vòng ở cửa ở trên. Giọng ấy sẽ giấu xung quanh vòng vòng ở cửa ở trên. Chỗ này chắc khó lắm. Khó lắm đó. Ủa, có mình thì thào quá. Ở đâu có vệt ta? Ủa, con đường nào vinh ta? Hình như con đường này. Trời ơi. Sao? Dạ. An toàn chưa con? Dạ. An toàn không? Dạ, vui an toàn, vui vậy. Làm sao? Làm sao mà nó kiếm không được đó là mới là giỏi nha. Dạ. Ủa con toàn là để chỗ dễ không ha? Cái đó. Dạ. Rồi. Là em 5 món nè. Rồi. Chúc mừng em giấu cho kỹ nha. Đấy rồi đấy. Em có nghĩ là còn 5 món còn lại mà chồng em đi giấu ở đâu không? Giấu ở dưới chắc khoảng 3 món quá. À 3 món. Dạ. Còn ở trên chắc 2 món. Em có thể bật mí là 3 món chồng em là giấu dưới là 3 món nào không? À, dạ chẳng hạn như là túi quân y nè. Rồi cái gì ta? Cái bình nước. À, dạ. Bình tông. Dạ. Bình nước. Với lại bánh tét ở dưới. À. Em nghĩ vậy. À, còn cái cuốc ở trên là cuốc ở trên với cái nón nha. Ừ. Em nghĩ vậy thôi, không biết đống hồng nữa. Muốn uống nước đâu có dễ. Và tôi đã đến khám phá thêm những nơi lạ. Và tôi đã đến nơi tình người rất bao la. Và tôi đã đến